tất cả anh em chơi bộ môn gồng Nam Mỹ nha. À, những câu hỏi mà liên quan tới bộ môn Nam Mỹ này á là có anh em hổm gầy vào thời điểm này là mưa liên tục, có thể là 3 ngày 4 ngày không có miếng nắng luôn. Thì anh em hỏi lý do sao mà không nắng rồi làm sao, thì một số anh em chỉ anh em á là nuôi đèn, sông đèn ok. Cái chuyện đó là rất là ok, rất là đơn giản nha mọi người. Lỡ mọi người nuôi số lượng nhiều, vài chục con, 100 con, 200 con rồi thế nào? Đó, ví dụ mà sang nuôi nguyên một dãy thế này, rồi làm sao bắt đèn hết từng con, đúng không mọi người? Rồi, mọi người nghe. Ví dụ nè, anh em cứ che chuồng hết lại. Trên đây thấy mọi người không? Có một lớp che nè. Anh em nên che lại kính lại hết luôn là ok. Không đựng cho mưa dột vô. Anh em phía trước anh em cũng che luôn, che mấy miếng lưới len này nè, để cho đừng có dột nước vô. Tóm lại anh em chùm kín hết luôn. Rồi cách cho ăn như thế nào, anh em cứ tắm nó bình thường, hoặc là tóm lại là khỏi như sợ dính mưa. Nếu mà lỡ dính mưa thì anh em nên tắm lại cái cho nó hết, hà dính nước mình còn hơn dính mưa các mọi người. Còn không thôi là kín mít, nên là không tột, không tạt cho luôn. Thì anh em cứ cho ăn bình thường là như thế này đó. Anh em cho ăn một ngày nghỉ một ngày, anh em cho ăn một ngày nghỉ một ngày, giống như bữa nay cho ăn buổi sáng, rồi ngày mơ em cho